Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Đây là La La Pizzeria Riga King. Đây là Võ Hoàng Gia. Hết khai trương hôm qua. Đừng có giỡn chơi nghe. Hôm nay là ngày kỷ niệm 19 là tháng 8 2023 là ngày mở của Riga King của Afghanistan. Là kỷ niệm thì điển đá ăn Úc hai quả. Chị em phụ nữ của thị điển này nãy dùng lên thắng VM 20 với Úc. Vâng, nên là chào mừng quý vị, bữa nay mở để chào mừng. Đây là mấy ông bạn mua bí xã. Welcome to YouTube. YouTube. The YouTube visa at Malema is VG at the good amount of visa à la restaurant song. Yeah, but she's selling in. Yeah. Vinh cùng với em mình YouTube presentate ra weekend pizza best eat in mình mở hoặc welcome new Riga King Afghanistan La La restaurant of the Nitonde August 2020 particular on here. Yeah, I come tomorrow and shower my room. I have to buy it tomorrow. Yeah. So I come to you and tell me that. Okay, thanks so much. Yeah. The first time you test that, so first time I know. Okay. That's like open, yeah. They basically said you have edit, no go all no. You have sit that you go, huh? But on the view for you, my YouTube, okay, yeah, my. Yeah. Of now, you fit you to call me in on tu xin với em mày hoặc cho con YouTube được vậy học sen văn phít về lớn nhỉ học sen văn phít toàn từ đông sông biển hoa đi Scotland đi Africa đi Milan ốt Alalanda sông biển hoa giờ ông đi với em mày học presente ra đây là từ Alacombis với em mày cú đã một đi mắn mở và mình lấy và lít đi lý is very gay hay là y về đây. Yeah. Du kan prata med din språk till din kompis kan säga det i ditt hemland. Du kan tala arabiska. Om medicinal. Ja, om. Du berättar du sa det ni är också. Ja. Den är god. Ni tänker. Ja, vad du tycker. Utveckla och erfarenhet eller kunskap. Ja, man får frihet. Man god amor. Ja. Goda livet. Ja. Om ni vill tala till alla kompis. Till din kompis som ditt hemland kan säga dig. Ja, vad ni lever här. Ja, just det. Ja, ingenting. Snacka på arabiska. Ja, till Sverige. Ja, till om Sverige. Man lever livligt. Man får leva som man vill. Ja. Man lever som man vill. Ja. Ja, man har sann att bli någonting. Ja. Ja, det är så här helvete. Det är det vi vill ha. Ni har det här. Det är det här. Okej, Vatikan. Ja, han tycker om landet här. Ja, man får frihet. Ja, det är sant. Man vill inte någonting, man vill inte. Men vädret. Vädret är fint. Ja, men hjärta är lunda. Ja, det är sant. Om man lever i varmt landet. Du kan ha en lotobin, ni kan se på er. Yeah, okay, hãy xuống rồi. Đó. Đó, tốt quá đó. Ngon lắm. Quay chưa? Quay nhá. Xin chào quý vị. Đây là Green King của Hoàng Gia nướng đây. Dạ, rất là ngon. Em biết từ gũi đã. Dạ. Ngon lắm. Cái này là món ăn đặc biệt không có trong cái thịt đơn. Ngon lắm. Dạ, quý vị thấy ngon không? Đó. Đó, chỗ mấy ông ăn ngon quá đó, quý vị thấy còn thịt không? Đó là lá cú lạ gì đó. Đó, hai cái thịt bắn hết rồi quý vị, mới mở trong ngày đây. Và quý vị có thể đặt Fodora chở đi. Và quý vị có thể đặt ở trên có này 50 đồng. Yeah. Đó. Mình có mua cái này chưa cúng đó, mình có mua cái lá đó. Đó. Rất là ngon đó quý vị thấy không, tuyệt vời. Đó, đem về còn mình ăn cái đây. Đó, xong, ngon quá, ngon quá. Bước cắt ta hòa rồi á? Dạ, ếch ta hòa thật. Ủa, cái này, ông làm gì? Nước này xong rồi. Đi thá ra đi. Đi thá đi. Dạ, thá đi. Đây, thịt nướng nè. Bán thịt nướng. Đây, thịt nướng.
rất là ngon. Quý vị thấy thật nữa không? Tôi phải đứng nha. Thịt nữa đó, ông đó đương trở thịt rất là ngon nè quý vị. Đó, bữa nay mình làm chương trình chào mừng Thị Điển Thắng Úc. Phụ nữ Thị Điển Thắng Úc 20 là rất là tuyệt vời. Quý vị thấy đẹp không? Quý vị có thể điện vào số điện thoại đó 040 789 10. Yeah, ringo telephone no, fila no, cu hot tani yo, et no, taxomica, welcome and hit, yeah. Ông ngon quá quay hả, đó, ngon quá. Đó, thịt nướng của Dona cái bập của Trung Đông quý vị, Ả Rập đi. Của Trung Đông rất là quý vị thấy miếng thịt ống sắc ngon không? Đây, cái này là Lalo Ba Mặt Đặt đó. Ngày mai mình sẽ làm chương trình ngon hơn nữa. Đó, bữa nay là ngày mở đầu tiên quý vị. Đó, ngon quá, ngon quá. Ngày 19 tháng 8 năm 2023 là ngày đầu tiên mở, rất là ngon. Đó, và được bớt 10%. Ala Komi Hit Op ốp đã ní giả đen ra bắt tí vô frozen đó, ông làm ngon quá. Đây good đó, đây ông thợ xong quay, ông thợ quay đồng quang quay mặt chứ sao kỳ vậy đó. Ông để vô ông đổi đó, cái đó của Ali Hoàng Gia đó. Xin chào quý vị. Ôi đây quý vị thấy ngon chưa đó. Ô ông chặt cái này giờ quay ông đồng quang chứ, ông này dúng đặt ra đó, dúng đặt hoa quá. À, ông là người Afghanistan. Yeah, yeah. You come from Afghanistan? From Syria, from Syria. Ah, Syria, yeah. Syria. Người Syria. Yeah. Yeah. Oh. Anh là mấy cái đút tiền kia nè. Anh đưa bà mấy cái đút. Yeah, oh yeah. Ôi, ôi, đút tiền, đút tiền. Oh. Yeah, oh, lô, 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 lô. Ôi, yeah, yeah. Quá ngon, quá ngon. Ra quý vị thấy không? Một phần ăn thịt vào đó rẻ kìa. Và thánh rác muối. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thánh rác muối. Ô, oh, đúc tiệt. Đúc tiệt. Đúc tiệt. Đúc tiệt. Đúc này. Đây, xin chào quý vị. Đây là ông thánh rác muối. Tôi vô ra ý chế, lý tên. Quay đây, xin chào quý vị đó. Thánh rác muối. Mày đúc tiệt. Mày này xí tiệt. Hãy có phụ nữ xin lúc tiệt kia lên. Thật sự mình kìa, ai là quên của em. Thật sự mình kìa. Ngồi đây. Happy baby, happy baby. Happy baby. Ngồi đây luôn đi. Ở đây hả? Ừ, chết chạy. Đây, xin chào quý vị. Bây giờ mình ăn kiểu này nha. Đó, quý vị thấy mình đẹp không? Đừng có lấy đổ nữa. Không có, mình phải giới thiệu chứ. Sao có nhiều chuyện quá vậy? Sao mà đổ được? Dạ, yeah, ăn cái này là yeah, bảo vệ NATO đây quý vị. Wow, ngon quá. Ủa sao không lấy thác gì cái kia không? Lấy cái thác cái gì á? Không có. Bắp vào kinh đi á. Ăn bắp mới ngon, quý vị mà ăn kiểu Trung Đông. Mình ăn theo kiểu Trung Đông quý vị. Hấp cái mới ngon. Wow, ngon. Quay lại chưa chứ? Đẹp không? Đó. Cái này là thôi quý vị, mình có một cái lá này về mình giới thiệu quý vị sao nha. Ngon lắm. Mày cơm á chồng. Thơm ngon. Mà mình ăn để bên đây thật sự. Giới thiệu quý vị là tiệm này là Krika King, gọi là hoàng gia, đồ ăn của hoàng gia nướng. King là hoàng gia. Rất là ngon. Có hai cục này quý vị đó, ngon quá. Cái này nãy mình kêu lấy thịt bò mà. Ngon à, cậu ấm cũng ăn à. Thịt bò. Không, không, ngã nữa, hai con. Ngã nữa. Tôi bị xé là thịt bò mà. Làm hai cái mà. Dạ. Dạ. Dạ, ít nhất problem. Vì ít tình tôi xé cả. Mít cơ cơ. Thôi nói mới vậy. Ăn để chúc mừng Thị Điển. Lần đầu tiên thắng với em. Với giả thằng ba thắng Úc 2-0. Và được giải đồng. Rất là tuyệt vời. Cách đây 30 năm, 94 mấy chàng thanh niên của Thị Điển cũng đã thắng ở Mỹ. Họ đọc ngon quá, ngon quá. Wow, ngon quá. Không, mấy ăn trước mấy đất của quay ngon ngày mai. Rồi, bây giờ chú Yếu Thành đó quay xong.
quá ngon quý vị. Rồi xong. Xin cảm ơn quý vị, đây là ngày mở đầu tiên 19 tháng 8 2023, đúng ngày thị điển Thanh Đa Bành ở Úc tháng 3. Chúc mừng thị điển, tuyệt vời chị em phụ nữ này đang trong lần, và quý vị cảm thấy thích vui tới để ăn ủng hộ cho La Lô Afghanistan cũng như là Lý Cơ Kỳ. Xin chào. Ngon quá, chấm này mới ngon đó. Vinella pesto. Đẹp quá. Hồi lắng anh gặp. Lấy gặp cái kia nha, bỏ vô. Wow, mít gót. Xin chào quý vị, đây là cơm của Afghanistan. Yeah, rất là ngon. Ờ, thịt bò. Ờ, dễ từ gót để mày bíp. Dạ. Wow. Oh, thắt sơ mi kèo. Dạ, thật. À, đó quý vị thấy không? Bữa nay mình được ông chủ mà cho mình làm chương trình này cho, về nhà. Cho mất cho chị quên luôn, ngày mai Thành đi ngang Thành đưa. Đúng rồi. Cho chị ăn. Vâng, không sao. Wow. Được rồi, ép xuống. Ép nó thiêu. Đó, so. Đây, đóng vô. Đây, quý vị, đóng lại nha, một hộp cho mình nha. Này, quay ra ngoài nha. Đó, bữa nay là mình mua, mình tặng cho bà chị Năm một hộp. Để đây, quà wow, ngon quá, xong. Đây, bốn hộp luôn, ngon quá. Và wow, cái này là quý vị biết 100 đô đó. Nhưng mà mình quen với ông chủ thì ông để lại cho mình 30 đô. À, 4 hộp à, ít nhất à, ngon quá. Thịt bò không này quý vị, đây. Đây nè, quý vị thấy thịt bò ngon không? Đây, con thịt bò không nè. Cái này tới 100 đô cái này đây, đó, quá ngon. Ê, quay chứ, đi đâu dữ vậy, quay đồ à. Wow, ngon quá. Bây giờ điện cho anh Hồng chú ý nếu mà ông tới chợ mất đi đó, có ông tới lấy sơm gì đó. Tôi nghiệp ông quá. Kha kha được tiếng Việt kha? Này, English. English. Yeah, nghiệp, nghiệp ông ăn. Làm khổ lắm. Ừ. Bà đó, quay đi, quay đi. Đây là hộp thứ hai này quý vị. Đây, đó. Đây mình múc hộp này. Ờ, có bọc nữa, chú lấy bọc. Biết rồi, đừng có lâu, lâu quay đồ ăn đi. Mấy chuyện lấy bọc là chuyện nhỏ. Đây quý vị thấy tuyệt vời không? Mình múc được 3 hộp là 30 đô đấy quý vị, thay vì trả mỗi hộp 35 đô. Đó. Này là cà rốt với nho. Nho với đủ rồi. Cơm này là cơm ổng nói là cho vua ăn đó quý vị. Ổng nói là Etasamakung này. À, đúng là hoàng gia. Bữa nay hoàng gia đi đúng đường đây, chào mừng. À, quý vị ủng hộ đây, bữa nay được 280 vị hơn rồi. Ngon quá. Mới vào à?